Cảm ơn quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức địa phương và ngay bây giờ sẽ là những bản tin đến từ thành phố Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ tây saffron. Bắt đầu phần tin đến từ thành phố Philadelphia cho hay rằng những trận cuồng phong thổi vào tiểu bang Pennsylvania, New Jersey và Delaware. Theo những chuyên gia đến từ sở khí tượng quốc gia thông báo rằng có chín trận cuồng phong xảy ra khi mà thời tiết khắc nghiệt thổi vào khu vực thung lũng Delaware. Trận cuồng phong được ghi tên là EF1 thổi vào khu vực Rice Town, Township và Newtown thuộc quận Bucks với sức mạnh di chuyển của gió với tốc độ tối đa là khoảng 105 dặm trên một giờ. Theo lời của vị Tổng Giám đốc Sở Cứu Hỏa Newtown, ông Glenn Forsyth cho hay rằng, chúng tôi không nhận được bản tường trình nào về thương tích xảy ra trước và sau cơn bão. Các gia đình trước đây không nhận được về những khuyến cáo cuồng phong, hiện đang phải thận trọng lưu ý tới sự xuất hiện của những cơn lốc xoáy khá nghiêm trọng. Các quan chức thuộc Đại học Cộng đồng ở quận Bucks nói rằng, những lớp học và toàn bộ dịch vụ của các trường đại học không bị đình hoãn nhưng mà khuôn viên nhà trường thì cũng đã bị thiệt hại đáng kể về cây cối trận cuồng phong cũng đã tàn phá một nhà kho chứa thiết bị làm gãy hàng rào trước khán đài của một sân vận động thi đấu bóng mềm cây cối ở lối ra và khu vực phía tây cũng đã bị hư hại sở khí tượng quốc gia xác nhận nhiều trận cuồng phong đã thổi vào các khu vực ở tiểu bang pennsylvania new jersey và delaware sang qua bản tin về giáo đường Do Thái của Philadelphia mời cộng đồng tham dự bữa ăn tối Seder. Khi mà những người Do Thái trên khắp thế giới bắt đầu cử hành nghi thức lễ vượt qua vào tối ngày thứ tư, thì giáo đường Do Thái Abraham Chabad ở thành phố Seder của Philadelphia cũng chuẩn bị chào đón cộng đồng tới dự lễ. Giáo sĩ của mình cho hay rằng lễ vượt qua là những giai đoạn thực sự quan trọng trong lịch sử của người Do Thái. Trong khi đó, một giáo sĩ cũng đến từ giáo đường này và cũng là người đại diện ký túc xá sinh viên do thái tại trường đại học Pennsylvania cho biết rằng lễ vượt qua kể lại câu chuyện về sự cứu chuộc đưa người do thái ra khỏi đất Ai Cập thoát khỏi chế độ nô lệ và ký túc xá cũng như là giáo đường do thái cùng tổ chức hai bữa ăn cho cộng đồng vào buổi tối thứ tư và thứ năm được xem là hai đêm đầu tiên của tiến trình lễ vượt qua theo lời của cô Ronit Friedman là thành viên hội đồng quản trị của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, đồng thời cũng là tác giả của quyển sách ẩm thực và truyền thống của người Do Thái cho hay rằng, Cedar là bữa ăn tối gồm những món như là đùi cừu, trứng và củ cải ngựa. Đây được xem là một bữa ăn truyền thống của người Do Thái. Hình ảnh của trứng tượng trưng cho vòng trường sinh của đời sống, trong khi củ cải ngựa thì tượng trưng cho sự cay đắng của người Do Thái khi phải làm nô lệ tại Ai Cập. Thông thường bữa ăn này được tổ chức tại nhà, nhưng giáo đường Do Thái ở khu vực South City Hill của thành phố Philadelphia chào đón tất cả mọi người, kể cả những người không phải là người Do Thái, cũng có thể đến tham dự bữa ăn tối với họ. Sang còn bản tin về một người mẹ tại Delaware đã đoan tụ với gia đình sau cơn ác mộng nhập cư. Cô Karen Roberts và chồng của mình là anh Lamar đã bước qua cửa nhà ga ấy tại phi trường quốc tế Philadelphia và phía bên kia chính là gia đình của họ. Cô đã vui mừng vì gặp lại người mẹ cũng như là các con sau khi phải ở lại Mexico gần 2 năm qua, được xem là quãng thời gian thảm họa nhập cư. Gia đình và niềm tin là điều giúp cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Câu chuyện bắt đầu từ nhiều thập niên trước khi mà cô Karen được cha mẹ đưa đến Hoa Kỳ không có giấy tờ vào năm 1991, lúc cô chỉ mới 4 tuổi. Họ định cư tại quận Delaware của tiểu bang Pennsylvania, Năm 2012, cô kết hôn với anh chồng của mình là Lamar. Đến năm 2021, vì muốn được sống hợp pháp tại Hoa Kỳ, cô đã nhờ một luật sư hướng dẫn tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Juarez, Mexico. Chuyến đi kéo đài 4 ngày, nhưng vì người luật sư không có chuyên môn trong vấn đề giấy tờ hành chánh, thế nên cô đã bị kẹt lại tại Mexico. Suốt 2 năm, thì cô Karen phải sống trong khách sạn và những căn nhà Airbnb và tại một quốc gia mà cô không hề biết. Lama và gia đình đã phải làm việc rất vất vả để trả mọi hóa đơn và nhờ sự quyết tâm, đức tin và cả nhờ giáo hội tại địa phương, đồng thời nhờ vào vị luật sư mới là ông Thomas Griffin, mà đến tối ngày thứ tư năm tây tháng tư, cô Karen đã trở về gia đình ở Philadelphia. Cô nói rằng điều này đáng lẽ không nên xảy ra với cô là người đã sống suốt đời tại Hoa Kỳ. Còn người chồng của cô thì chia sẻ rằng. Tôi cảm thấy chúng tôi bị đối xử như là cỏ rác. Gia đình của Karen cố gắng quên đi 2 năm vô cùng đau đớn này để có thể cùng nhau chào đón ngày lễ phục sinh cũng như là ngày lễ của mẹ sắp đến. Cô Karen nói rằng cô cảm kích và biết ơn tất cả mọi người đã quyên góp và giúp đỡ gia đình cô từ những điều nhỏ bé nhất, đặc biệt là đối với các con của cô. Sẽ có bản tin về tổ chức Operation in My Backyard giúp người bị thương vì thuốc Tranquil. Khi mà các nhà lập pháp liên bang tìm cách khống chế việc sử dụng bất hợp pháp các loại thuốc an thần thú y có tên gọi là Tranquil được kết hợp với các loại thuốc khác thì một nhóm cư dân đã tiếp cận cộng đồng và tận mắt chứng kiến những tác dụng phụ của loại thuốc nói trên. Và để đối phó với tình trạng này thì anh và người vợ Nico của mình đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên là Operation in My Backyard. Hàng tuần vào ngày thứ ba thì hai vợ chồng họ gặp cộng đồng ở khu vực góc đường root và đường somerset giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất đối với đại dịch opioid ở thành phố philadelphia theo đó họ cung cấp thức ăn chăm sóc vết thương và sơ cứu những dịch vụ làm suy giảm tác hại trên đường phố kensington anh west cho biết rằng rất nhiều người không muốn đến bệnh viện vì vậy mà vết thương của họ ngay càng nghiêm trọng họ cố gắng thay quần áo sạch để giữ vệ sinh cho những vết thương của những người lang thang trên đường phố thế nhưng vết thương thì ngày càng trở nên tệ hại vì loại thuốc an thần của động vật có tên gọi là xylazine hay còn gọi là tranquil lại được trộn chung với thuốc phiện, đây chính là nguyên nhân gây ra những vết thương cần phải được điều trị ở bệnh viện. Lần đầu tiên đài truyền hình địa phương cũng đã thông báo về tác động chết người của loại thuốc xylazine trong một cuộc điều tra đặc biệt vào mùa thu của năm ngoái. Chính quyền thành phố Philadelphia cho hay rằng loại thuốc này là nguyên nhân gây ra tới 34% tử vong vì sử dụng ma túy quá liều vào năm 2021. Số người thiệt mạng vì loại thuốc này đã tăng tới 39% so với năm 2020. Tổ chức Operation In My Backyard cho biết rằng, sự hỗ trợ mạnh mẽ giúp chống lại loại ma túy mới nhất này là cần có bộ dụng cụ thử nghiệm Selazine, thứ mà giới chức thành phố vẫn đang cố gắng tìm mua. Sau qua bản tin có liên quan tới giải trí cho biết rằng tái khai trường một nhà hàng Laurent nổi tiếng ở khu vực miền nam của thành phố Philadelphia. Sau hai tuần đóng cửa sửa chữa và mở rộng sang khu vực bên cạnh, thì nhà hàng nổi tiếng Laurent của đầu bếp Nicholas Army trứ danh đã chính thức hoạt động lại vào tối thứ tư ngày 5 tháng 4. Ngoài không gian thoáng mát có diện tích rộng lớn thì thực đơn của nhà hàng đang hiện có thêm nhiều món đặc biệt giúp cho các thực khách được thưởng thức những món ăn ngon hơn và hấp dẫn hơn. Trong thời đại dịch thì đầu bếp Nicholas Army do James Bridge đề cử đã mở Landing Chicken và The Walk ở khu vực Bala City. Anh cũng thực hiện nhiều dự án nhỏ khác để duy trì hoạt động và phát triển chuỗi nhà hàng và ngành ẩm thực của Philadelphia. Thực đơn mới của nhà hàng này sẽ có khoảng 20 món ăn được thay đổi vào theo mùa và đặc biệt có những món ăn nhẹ cho đến những món ăn mì ống và những món ăn rất ngon goa paris